chuẩn bị sẵn rồi, tôi dọn mâm sẵn rồi, chỉ có xơi thôi. Thì chúng ta sẽ đặt mền bệnh nhân giống như là thông tiểu nam vậy đó, có cái góc để mở ra, góc giữa đó. Ý vậy. Bệnh nhân nằm ngửa, tôi thấy nằm ngửa. Thì sau khi đắp mền rồi, tháo quần ra hết. Tôi nói góc thông tiểu nam nữa. Ngón chân đều vậy đó, còn góc giữa nè. Nói ví dụ rồi đó nha. Thì đó tôi cũng để cho thầy. Giờ tôi bắt đầu tôi đặt một tư. Ngăn em đây sạch ha. Kệ đi. Để tháo quần ra rồi. Bây giờ không quá quần này nặng quá tôi làm nổi. Thế. Dùng thế. Rồi nha. Găng bảo vệ cho mình thôi mà. Đang không nổi thì vậy. Hết. Cứ ngửa lại, nằm trên mục tiêu. Đó, hai chân dang ra giống như thông tiểu nam vậy nha. Thì có góc giữa để mở ra mà. À, thí dụ có góc giữa. Mở ra coi. Ra đâu có mặc quần phải không? Thông tiểu nam sao thì này vậy? Coi coi cái bồn nó có ngay hay không nha. Đó, sẵn sàng rồi đó. Rồi, cái này nó vô nó ra nó đâu có thô bạo quá. Được đứng vô chụp hình. Anh không cam những lúc đó anh chụp lại đưa lên quay đi cho em la la chụp chụp luôn. Cắn bóc, cắn càng đùi. Rồi chụp trên. Đó, trên mạng có bậy bạc. Có bậy tá mỗi người chụp hình tự xuống kế bên bệnh nhân là mở cái góc chân lên giống như đang thông tiểu nam phải không? Chúng ta đặt theo đường này nè, theo chiều hậu môn rúng xéo đây, hậu môn rúng đi thẳng vô à, cái gì nó gỡ qua gắn bên kia, cái miếng đem gắn bên đó rồi nè, thì mình phải giữ à, bảo qua cho nước chảy đó. Thì chúng ta đứng có thế, đừng có đứng ngay nó xịt ra mình á. Phải không, đứng tránh tránh vậy nè, nước cứ chảy cái nào cũng ra ngoài ra đó, cho nên lượng nước phải nhiều. Nhiều khi làm một lần nó chưa ra phân phải làm lại nữa đó nha. Đó, thí dụ bây giờ hết lượng nước rồi phải không, còn bao nhiêu không cho khí vô. Tôi bấm là tôi phá dây lại nè, tôi lấy ra nè. Thì cái phần còn lại đó, tôi xả ra bồn tiêu. Cái sông rác tan thì bỏ, bỏ thật rác luôn được. Nhếm luôn á. Rồi cứ để vậy, phụ lại. Để chừng nào, những thoáng chúng ta thành chừng. Có phân ra thì lúc đó mục đích mình mới đạt chứ gì, còn có mấy cái làm lại mình rồi ha. Bây giờ dù họ đi phân ra rồi thì giúp bệnh nhân vệ sinh dư đạm không, dở cái gốc này lên cho mình mang găng mà à, chỗ này đâu có quần đóng phải không, kéo bồn tiêu ra kéo thẳng ra đây nè, tại vì nó vướng quần. Cái này kéo ra nè, kéo ra, kéo thẳng ra đây nè, hai chân nó dang ra như thông tiểu đó. Thì mình không kéo tôi lấy ra. Không, cái này bạn ấy nói là kéo qua kéo không, mình thang nó dễ đổ hơn, hai chân nó dạt ra một thông tiểu nam đó. Đọc như ra cái này là à, cái này tôi nói như thông tiểu nam mà tôi còn để kìa, quên dòm qua đó. Thì mình lấy ra là mình quan sát rồi, mình coi coi nó có gì bất thường không phải không, tại vì đây nó vướng cái quần cho nên nó trống trơn, nó có gì đâu em. Rồi mình lấy ra rồi phải không, để lại thôi con chị không phải không, mình mới được bước lâu.
giúp bệnh nhân vệ sinh lao phần này xong rồi cho bệnh nhân nằm nghiêng. Hiểu không? Lấy găng này à. Lao đây. Lao mông. Thế nào nước nó cũng chảy dọc đây mà. Lao đây hết nè. Lao mông trước. Rồi mới lao như này. Vậy là nãy giờ mình lao đít cho nó luôn á. Cái gì? Giấy vệ sinh đó. Vệ sinh. Vệ sinh. Rồi nha, cái này lao rồi nè. Có câu hỏi nào khó hơn không? Úp cái này vô. Phải không? Úp cho tới như là xả bên này nằm xuống là sạch chứ vậy. Dạ. Qua bên này. Đi qua bên này. Lao. Lao tiếp rồi, úp phần dơ vào trong. Lao, nếu em lao không kỹ nước có thể động hai đầu ha, em mới bẻ cái đầu này nè. Bẻ hai cái đầu này lại nè, em mới lấy cái tấm này ra. Đó. Thì có cái đoạn đó đó. Rồi em mới mặc quần bệnh nhân vô. Thì khi mà mình lấy cái tấm này ra rồi đó, mình chỉ sử dụng một tay thôi, mình lao lao bệnh nhân nãy giờ đó.